Xin chào các bạn đã trở lại với Tech Mag Việt Nam. Vâng, iPhone X, cái ngày mở bán hôm qua đã đến và iPhone X thực sự là chiếc điện thoại thu hút nhất thế giới hiện nay hơn bất kỳ mẫu điện thoại nào khác. Sự hiện diện của iPhone X có thể thấy rõ ràng trên trang đầu của hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là dòng người xếp hàng dài chờ mua chiếc điện thoại này trước cửa hàng Apple đã nói lên tất cả về sự cuốn hút của iPhone X. Tuy nhiên thì iPhone X cũng chỉ là một sản phẩm thương mại và cũng giống như nhiều màn ra mắt chào sân khác, vẫn có những câu chuyện xung quanh chiếc điện thoại này mà khi kể ra, cả chúng ta lẫn Apple đều không biết là nên khóc hay là nên cười nữa. Và sau đây là tổng hợp nhanh của Tech Mag Việt Nam về những câu chuyện thú vị xoay quanh màn ra mắt của iPhone X trên toàn thế giới trong những ngày vừa qua. Cái sự thật thú vị đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thực ra không phải người xếp hàng đầu tiên sẽ là người sở hữu đầu tiên đâu, mà chính là những kẻ trộm mới là những người đầu tiên được sở hữu iPhone X. Và có một vụ việc đã được ghi lại tại trung tâm thương mại Stone Town Galleria, thành phố San Francisco thuộc bang California, Mỹ. Theo đó thì lô hàng tổng cộng 313 chiếc iPhone X với tổng trị giá khoảng 370.000 USD đã bị trộm khoáng sạch vào lúc 11:30 trưa ngày 2 tháng 11 theo giờ địa phương. Điều đáng nói là đoàn người xếp hàng chờ mua bên ngoài lại không hề hay biết luôn. Hầu hết các mẫu iPhone X khi bị đánh cắp là phiên bản 64GB, và cho đến hiện tại thì cảnh sát cho biết nghi phạm của vụ trộm vẫn chưa được xác định. Dĩ nhiên thì may mắn là Apple đã chuẩn bị thêm hàng dự phòng nên những người đặt mua iPhone từ trước vẫn sẽ được nhận hàng đúng hẹn. Cái câu chuyện tiếp theo đó là iPhone X bán tại Singapore nhưng xếp hàng mua lại toàn là, các bạn biết đấy, người Việt Nam. Không ít người Việt bay ra nước ngoài hoặc đang sinh sống tại các vùng được Apple chỉ định đã đến đứng và xếp hàng mua. Theo ghi nhận thì những người Việt là người xếp hàng mua nhiều nhất khi iPhone X được phân phối tại Singapore. Từ lúc chập tối ngày 1 tháng 11 thì rất nhiều người đã bắt đầu kéo đến sảnh Apple Store trên phố Orchard tập trung để chờ xếp hàng với hy vọng sớm mua được iPhone X. Trong khi tới 8 giờ ngày 3 tháng 11 thì iPhone X mới bắt đầu lên kệ. Gần 200 người đang đứng, nằm và vạ vật trước cửa Apple Store trở nên xáo động khi một nhân viên cửa hàng từ trong bước ra ngoài và giải thích với đám đông. Song không khí nhanh chóng trở lại bình thường khi biết tin cuộc chiến xếp hàng vẫn chưa chính thức diễn ra. Thậm chí, theo ghi nhận thì có người Việt còn đến Singapore từ cách đây cả tuần lễ chỉ để đặt gạch chỗ xếp hàng của mình. Lý do nhiều người Việt chọn Singapore thay vì các địa điểm khác trên thế giới bởi mức giá vé khứ hồi bay đến quốc đảo này khá rẻ, chỉ khoảng 2 triệu đồng mà thôi. Và có một câu chuyện tiếp theo cũng khá là thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là iPhone X được bày bán như là bán rau ngoài Apple Store ấy. Hồng Kông là một trong những địa điểm đầu tiên được Apple bày bán chính thức iPhone X, và cũng bởi tầm quan trọng của thị trường này mà Apple luôn dành một số lượng rất lớn iPhone X trong ngày đầu vừa bán. Chính vì thế mà tình cảnh lộn xộn bởi sự có mặt của một lượng lớn cò mồi gom iPhone X với số lượng lớn để bán lại và ăn chênh lệch. Các mẫu iPhone đời mới được bày trên các bàn nhựa, trong hộp xốp hay thậm chí là cả truyền tay từ túi của người này sang túi của người kia. Và dĩ nhiên là mức giá của iPhone X tại những địa điểm này luôn cao gấp rưỡi so với giá niêm yết của Apple. Cảnh mặc cả trả giá để mua chiếc điện thoại này là điều không hiếm thấy và dễ khiến người ta liên tưởng đến những cái chợ bán rau, bán cá ở ngoài đời thường. Bù lại thì đây cũng là một điểm lý tưởng dành cho các mối thu mua iPhone X để nhập về Việt Nam. Bởi ở Hồng Kông, người ta có thể mua được iPhone X số lượng lớn mà không gặp bất kỳ trở ngại gì khi mà mang qua hải quan để mang trở về Việt Nam cả. Và có một câu chuyện cũng khá là thú vị nữa, đó là khi mà iPhone X vẫn còn chưa được bán tại Việt Nam thì Tim Cook đã khoe ảnh một người Việt Nam mua iPhone X. Không rõ đây là cố tình hay là vô ý mà người quyền lực nhất của Apple là Tim Cook lại vừa chia sẻ một tấm hình chụp lại cảnh khách hàng mua iPhone X tại Sydney, nơi có Apple Store đầu tiên bán ra iPhone X trên toàn thế giới, được kèm theo cái caption là iPhone X đã ở đây. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả khách hàng ở Sydney và trên toàn thế giới trong ngày thứ sáu này. Vâng, đó là lời của Tim Cook. Điều thú vị là vị khách hàng trong bức ảnh lại chính là người Việt Nam. Cái cô này đã tranh thủ xếp hàng mua iPhone X trong chuyến du lịch và sẽ trở về Việt Nam vào ngày 7 tháng 11. Bức ảnh này tạo được sự chú ý trên mạng và thậm chí là cả người chồng khi cảm thấy thích thú vì được Tim Cook chia sẻ ảnh của vợ mình. May mà đấy là Tim Cook chia sẻ ảnh vợ anh ta nhé. Chứ mà còn cái thằng khác mà chia sẻ vợ anh ta chắc là lên chuyện rồi đấy. Dĩ nhiên thì cũng có thể Tim Cook muốn nhấn mạnh đến sự hấp dẫn của iPhone X có thể cuốn hút cả rất nhiều khách hàng ngoại quốc, chứ không chỉ bó buộc trong những khách hàng bản địa tại các cửa hàng Apple Store trong đợt mở bán chính thức đầu tiên này. Vâng, iPhone X về Việt Nam giá đội khủng khiếp nhưng đã cháy hàng ngay lập tức. Khác với mức giá sàn 999 USD, tức là khoảng hơn 22 triệu đồng, thì những chiếc iPhone X đầu tiên đã về Việt Nam vào sáng ngày 3 tháng 11 hôm qua đã được hét giá lên hơn 68 triệu đồng.
Tuy nhiên thì chỉ sau 1 tiếng máy đã có chủ. Trao đổi với truyền thông thì vị chủ cửa hàng trên cho rằng giá để sở hữu những sản phẩm này là hoàn toàn xứng đáng bởi cơn sốt iPhone X không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Dù sao thì lời giải thích này cũng có lý khi nhìn lại vào những năm trước đây, trước thời điểm mở bán thì các mẫu iPhone mới đều có mặt tại Việt Nam từ rất sớm. Tuy nhiên năm nay thì câu chuyện đưa hàng về lại rất khó khăn, phải đến ngày mở bán máy mới có thể về đến Việt Nam khi mọi nguồn cung lớn đến ngay giờ G vẫn chưa chính thức công bố sẽ có hàng và hầu như các đại lý từ Việt Nam phải mua qua tay những người xếp hàng tại các điểm mở bán iPhone trên toàn cầu. Được biết thì người bỏ số tiền lên tới gần 70 triệu đồng để mua chiếc iPhone X đầu tiên cập bến nước ta hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và nhìn chung có thể thấy những ngày đầu tiên khi iPhone X mở bán đã cho thấy một bức tranh muôn màu thú vị về chiếc điện thoại hấp dẫn nhất trong 10 năm trở lại đây mà Apple đã tạo ra. Trong vài ngày tới thì dự kiến là iPhone X sẽ tiếp tục giảm giá sâu và dần trở về đúng giá trị ban đầu của nó, tạo điều kiện để nhiều người quan tâm có thể sở hữu được với mức giá hợp lý hơn. Và vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn những câu chuyện thú vị, những cái fact thú vị xung quanh cái iPhone X này. Đúng là cái gì nó hot thì cũng có rất nhiều những thứ xoay quanh đấy. Không biết là xoay quanh mình có ai tìm hiểu fact về Sơn Dâu nhỉ? Thôi, các bạn nghĩ sao? Các bạn thấy những câu chuyện này nó có phải là lạ hay không? Hay là các bạn có biết những câu chuyện nào nó thú vị hơn nữa xoay quanh chiếc iPhone 10 năm này hay không? Thì hãy chia sẻ TechMark bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Mà thôi, khỏi bình luận bên dưới video này đi. Lên Facebook, lên cộng đồng TechMark Việt Nam. Đó, lên đó chúng ta có thể giao lưu trực tiếp và thoải mái hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.